coi coi nó rút rút ra rồi. Này cái con kia bò hơi hết đấy, rút cái nhỏ đi 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 ra ngoài bên hông kìa, con quay rồi lắm đi bên em. Có cái mặt không đủ mày không quay không yếu nữa là nó ấy à, không có nói cái này quay heo không thấy mặt mày chân nha. Cái bà vậy sống đây đây con đập đầu ơi, con này đập đầu gì vậy? Có cần gỗ không? Đi khỏi gỗ hả? Chúng ta sắp đập đang cái bóp rồi. Sao đâu mà thích cãi vô. Yeah.
Thôi chạy vậy à, cái đó rồi cắm tay mình thôi, chạy quá thấy cái gì á sao ấy được nha, cái này được rồi giờ cứ đuôi lại cái dài của mày. Dán nó lại, nhanh cùng mày để con người ta má, má mặt lưng mà. Lưng con bự quá ăn cũng như dưa ớt này nè, mất con bự quá, thôi mày không có nói rồi đây thấy rồi, anh nhìn ra nữa rồi xong đó, rồi gỡ đi, gỡ luôn mình đi rồi đây, xả đi ra đây, rồi xong đó. Mấy cái nồi đen, nồi này nè. Đây, đây nào, này con thắp muối, muối hả? Ừ, rồi chính này, cảm ơn chính này. Dạ
rồi gần lục gần lục sau đi luôn nào mấy rồi tôi để cho luôn để cho này rồi luôn của dẻ nó của dũng đó của dẻ Nào cho em miếng gừng luôn. Mang nửa trái rồi. Ngon sao lương cái nó làm sẽ làm cái nó làm gì á ngon à hấp xả
xả với muối nữa. Đường mắm xả ăn ngon. Ngon.